Xin chào tất cả mọi người. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn đó là cách đăng ký cũng chất như là sử dụng đăng ký khuôn mặt cũng như là đăng ký thẻ hoặc dấu vân tay cho cái máy chấm con khuôn mặt Gigata này. Thì đầu tiên mình sẽ mở nguồn máy lên. Mình sẽ hướng dẫn đăng ký cũng như một số thiết lập một số quyền như quyền người quản trị hay là quyền người sử dụng để các bạn có thể rõ hơn, cũng như là kết nối cổng LAN có thể kết nối để kết nối về máy tính. Đầu tiên mình sẽ mở máy lên. Ở bên hông nó có cái nút nguồn nhỏ ở bên hông. Các bạn vừa nhìn thấy. Thì mình có thể bấm nó để mở nguồn. Các bạn trước khi mở, các bạn kết nối adapter với lại phía sau máy có pin. Đây. Thì pin, các bạn nhớ gắn pin nha. Gắn pin mới mở nguồn được. Adapter đây, cái này là đang sạc pin. Đó. Ok, mình đã mở máy lên. Thì để mình thoát ra giao diện chính nha. Đây. Ok, rồi mình sẽ vào này, mình sẽ vào để đăng thiết lập quyền này, mình bàn vào đây. Đây là mình đang vào cái menu của máy, menu. Thì đầu tiên là mình đăng ký cái người sử dụng. Thì mình vào là đây, các bạn có thể thấy chữ người sử dụng. Cái này có hai bước. Bước đầu tiên là các bạn đăng ký người sử dụng trên máy. Cái bước thứ hai là các bạn thiết lập kết nối liên kết dữ liệu giữa máy chấm công với máy tính. Thì cái này mình đang làm bước đầu tiên. Đó, các bạn vào người sử dụng nha. Rồi tiếp theo, để vào đăng ký người đầu tiên thì mình vào người sử dụng mới. Các bạn chú ý này, đây là cái ID người đó sẽ tăng từ nhỏ đến lớn, là từ 1 đến còn dần lên. Mặc định ban đầu là nó sẽ 1 nha. Nếu các bạn muốn thay đổi thì có thể nhấp vào đây để sửa. Rồi tiếp theo tên. Tên cái này thì mình có thể tải trực tiếp từ máy tính xuống nên các bạn không cần phải đánh. Rồi vai trò người sử dụng là các bạn có thể chọn các bạn là người quản trị hoặc người sử dụng. Giờ mình thử, đây là người quản trị cấp cao nha. Người quản trị cấp cao nó có thể vào được cái menu này. Còn người sử dụng là chỉ có chấm công còn không vào được. Rồi tiếp theo mình có thể thiết lập vân tay nếu muốn. Rồi nó nói các bạn chọn vân tay đăng ký. Được, thường mình sẽ chọn ngón cái cho các bạn. Ngón cái thì nó sẽ có nhiều vân tay hơn để cảm ơn. Này, theo yêu cầu của nó. Mình làm 3 lần chưa? 3 lần, 1 ngón 3 lần. Rồi ok, mình đã đăng ký xong vân tay. Tiếp theo mình xin đăng ký khuôn mặt này. Đặt mắt vào vùng xanh lá cây. Đây, mình sẽ làm theo hướng dẫn. Đặt mắt vào vùng xanh lá cây thì mình sẽ nhìn thẳng vào camera. Camera là hai cái này, hai cái nhỏ này. Vùng xanh lá cây. Mình sẽ nhìn vào camera. Xin vui lòng ngẩng đầu lên. Xin vui lòng cúi đầu xuống. Xin cảm ơn. Vậy là mình đã đăng ký thành công, làm theo những cái bước hướng dẫn trên máy. Đó, mình đăng ký thành công. Các bạn xem này, vai trò của mình là người quản trị, là quản trị cấp cao. Mình có thể vào được cái menu. Đó, các bạn có thể đăng ký thẻ. Thì mình đã chuẩn bị một cái thẻ ở đây. Các bạn đó bỏ xa lại, nó mình đã đăng ký thẻ thành công. Với ở đây nó có một cái mục mật mã nữa, mình có thể đăng ký mật mã nếu ví dụ như các bạn sử dụng, các bạn bị cần mà mang kiếm, mà lúc mà nhiều lúc đi chấm công mà quên đem theo kiếm vào máy nó không nhận được, thì mình có thể đăng ký một cái mật mã. Mình đăng ký là 123 đi. Đây là phòng trừ những cái trường hợp máy nó không đọc được khuôn mặt của mình. Bấm nhầm 1 2 3 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ok, mình đã đăng ký thành công. Giờ mình sẽ chat cho các bạn xem nha. Rồi thoát ra ngoài. Giờ mình sẽ chấm công này. Các bạn chỉ cần nhìn vào camera. Xin cảm ơn. Đó, đã chấm công thành công. Các bạn xin cảm ơn. Có thể thấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ xin chat bằng thẻ nha. Chúng ta bằng thẻ nha. Xin cảm ơn. Đó. Nếu mà phòng cái trường hợp xấu nhất là mình không có chấm công được, người là quên đeo kiếm hoặc là mặt mình bị biến dạng, thì mình có thể dùng thẻ. Đầu tiên mình phải nhập cái ID của mình này, mình đăng ký ID mình là số 1 nha. Mình vào lại, xin lỗi các bạn, đây ID này mình là số 1. Ok rồi, đăng ký bằng mật mã thì mình chọn chìa khóa, nhập mật mã.
Ok, đó. Xin cảm ơn. Cái đó là mình cũng vừa là chết thành công đó. Vừa chấm công thành công. Đó là những cái cách chết. Hoặc là mình có thể dùng dấu vân tay này. Xin cảm ơn. Đó, các bạn thấy là máy rất nhạy, rất nhanh. Ví dụ như khuôn mặt mình bỏ vào khuôn mặt mình này. Xin cảm Ok, đã ơn. thành công. Theo khuyến cáo thì mình cắt cái máy này là cỡ nửa mét là được. Đó là mình vừa thiết lập xong, là xác định xong được, xác định đăng ký được cái khuôn mặt cũng như dấu vân tay cho người sử dụng mới. Cái tiếp theo là mình sẽ xin thiết lập các bước thiết lập để đăng ký lên kết nối liên kết. Thì như các bạn thấy mình là người quản trị cao cấp nên muốn vào được menu thì mình phải có khuôn mặt của mình hoặc dấu vân tay. Đây, mình sẽ bỏ khuôn mặt luôn. Rồi ok, mình vào được. Thì các bạn muốn liên kết được nó với máy tính bằng thông qua nó có. Hiện tại là máy có kết nối là có 3 cổng, cổng RS232 hoặc là cổng RS485. Sau này nhé các bạn. RS232, RS485 hoặc cổng USB hoặc một cổng nữa đó là cổng LAN, bằng LAN. TCP/IP. Rồi, nếu mà các bạn thiết lập thường thông thường người ta sẽ thiết lập bằng cổng LAN thì các bạn vào thiết lập liên kết. Này trên menu vào menu chính nha, vào thiết lập liên kết. Đó, các bạn thấy. Rồi các bạn chọn cái cổng kết nối phù hợp. Nếu mình muốn chọn cổng Ethernet nha, mình sẽ hướng dẫn cái cổng thông dụng. Rồi mình sẽ vào đây, địa chỉ IP. Mình sẽ điền cái địa chỉ IP của các bạn, của ở công ty bạn này, cùng với cái lớp mạng rồi đó, 192.168.1 hoặc là ví dụ như 10.10.10 rồi cái đuôi của nó. Để rồi xuống đáy mắt. Với lại thêm một cái chú ý nữa, đó là nếu mà các bạn sử dụng mạng nội bộ, nghĩa là cái máy tính ở cùng mạng với lại máy trong công thì mình không cần phải điền cái gateway. Còn nếu như là máy trong công ở một nơi mà máy tính kết nối ở một trụ sở khác là ở một nơi thì các bạn phải điền cái đúng cái địa chỉ gateway ở ở đúng đây. Đó là cái lưu ý khi để liên kết thôi. Thì các bạn nhớ là điền đổi cái địa chỉ IP rồi chúc các bác. Có cần thì đổi luôn cái gateway, điền luôn cái gateway nếu có kết nối từ xa. Đó là cái bước liên kết. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ qua một số cái trong này. Trong này nó có một số mục quan trọng, ví dụ như là quản lý dữ liệu. Trong cái quản lý dữ liệu này mình có thể là xóa dữ liệu, có thể xóa hết tất cả những mục kia. Đây, các bạn xem trên màn hình. Đó, đó. Có thể xóa một số cái, ví dụ như xóa tất cả hoặc là hủy quyền admin, xóa quyền truy cập, xem trang cá nhân gì đó, xem ảnh đó. Rồi sao lưu dữ liệu, sao vào USB. Rồi khôi phục dữ liệu. Rồi ví dụ khôi phục từ USB nếu có cắm vào. Rồi tiếp một cái cũng quan trọng trong phần này nữa, đó là mục quản lý USB. Kìa là nếu các bạn không muốn cắm dây kết nối gì đó rườm rà hay là kết nối mạng LAN rườm rà thì các bạn cuối tháng các bạn có thể tải dữ liệu về bằng đường USB. Thì ở đây lúc mà các bạn cắm dây USB vào, cắm USB vào, cắm cái USB của mình vào thì các bạn tải về, bấm tải về. Thì trong tải về các bạn có nhiều nhiều cái mục tải, các bạn chọn cái mục tải phù hợp. À, mình luôn nhầm. Đây có thể tải dữ liệu trong công hoặc bất kỳ đó. Hiện tại mình chưa có cắm nên không có tải được. Các bạn cắm là nó có thể tải về được cái dữ liệu của mình mong muốn. Thì mình không cần phải sử dụng các cái cổng kết nối khác nữa. Đây, trong này có thêm một cái phần nữa, đó là một phần nữa là tin nhắn. Đây thì mình có thể cho chạy hiển thị chạy trên cái máy chấm công với cái nội dung gì đó. Mình ghi ra test máy nha. Chạy thông báo cho đây sai rồi. Ok, chấp nhận. Ok, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc này, loại thông báo mình chọn công khai hoặc là loại thông báo. Trong loại thông báo này là có thể thông báo cho từng cá nhân hoặc thông báo tất cả cho mọi người. Thì giờ hiện tại mình đang chọn thông báo cho tất cả mọi người. Thì các bạn xem này, ở trên này nó có hiển thị chạy cái đường này, đó test máy đó, các bạn xem thấy chưa, hiển thị chữ test máy. Nếu các bạn chọn thông báo cho cá nhân
thì lúc cái cá nhân nào tới check in nghĩa là tới chấm công thì cái dòng chữ này nó sẽ hiển thị lên, đó là có thể thông báo cho từng cá nhân. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi chi tiết thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Ma Vật để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.